Xin chào các bác nhá. Hôm nay kho bên em tiếp tục giới thiệu lại cho các bác con máy bơm nước chạy động cơ dầu nhá. Đây là con này là máy bơm nước chạy động cơ dầu họng gian họng 80 nhá. Đây động cơ dầu này. Động cơ dầu của con này là động cơ dầu Kuma. Công suất là 7.0 HP này. Động cơ 168 này. Đấy. Đây anh em nhìn động cơ dầu này. Máy bên em thì tất cả là máy mới 100% hết nhá. Đấy. Cơ dầu Kuma này. Đây bộ phận ga này. Đây là sên của máy này. Đấy. Sên rất là to nhá. Con này bình nhiên liệu của nó là 3,6 lít nhá. Dung tích nhớt là nó là 0,65 nhá. Tại bên em thì cái dòng động cơ dầu thì máy bơm nước chạy động cơ dầu thì nó có hai loại, họng gian họng 50 và họng 80. Như con này họng 80 thì bên em đang bán là 4,5 triệu. Còn con họng 50 là 4,3 triệu. Bao ship cho anh em nhé. Đây. Họng ra đây. Đây là bộ phận này là phụ kiện của máy này. Đấy. Cái này để các bác nắp ống vào này. Ngoài ra thì nó có 4 cái chân đế này. Thì đây 4 chân đế này về các bác nắp vào nhé. Để giữ máy ổn định nhá. Đây là nọc giác này. Cái con này thì nó hút là hút 8 mét. Đấy. Đây máy mới này. Anh em nhìn máy mới này. Bên em thì những cái dòng máy nông nghiệp thì khá là nhiều nhé. Ngoài máy bơm nước này thì có những dòng máy sới này. Đấy. À, máy cày bánh xích này. Đây, đây là kho hàng bên em này. Đây. Rất là nhiều động cơ nhé. Đây những dòng máy sới mini này. Bác nào mà có nhu cầu về cái động cơ máy bơm nước chạy động cơ dầu này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Đấy bây giờ là cũng đang vào chuẩn bị vào mùa bơm nước rồi. Thì các bác nếu mà muốn những dòng máy bơm mà tiết kiệm nhiên liệu ấy thì máy bơm dầu Kuma là một trong những sự lựa chọn của các bác nhé. Đấy, bởi vì dòng máy bơm dầu thì bao giờ nó cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn dòng máy bơm xăng nhé. Cái con này họng ra 80 thì nó cũng khá là khỏe. Anh em sẽ quay qua lại cho các bác xem một lần nữa này. Đấy về cái con máy bơm nước này. Rồi em sẽ kết thúc video tại đây. Bác nào mà có nhu cầu về máy bơm nước chạy động cơ dầu họng ra họng 80 và họng 50 thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Ngoài máy bơm nước chạy động cơ dầu thì bên em còn những dòng máy bơm nước chạy động cơ xăng nữa nhé. Còn có cả những dòng máy bơm cứu hỏa. Nên là các bác có thể là đẩy xa hoặc đẩy cao thì dùng những dòng máy bơm cứu hỏa chạy xăng để đẩy lên đồi thì cũng khá là hợp lý. Rồi, chào hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.